Xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi bài văn mẫu thuyết minh về Nguyễn Trãi do Đọc Tài liệu biên soạn để học tốt ngữ văn lớp 10. Nguyễn Trãi không những được người người khâm phục ở tài năng quân sự mà còn khâm phục ông là một con người tận trung ái quốc, yêu mến quê hương đất nước thiết tha, văn võ song toàn, cống hiến suốt đời và đóng góp to lớn cho sự nghiệp cứu và dựng nước. Với những chiến lược quân sự tài ba, lời lẽ trau chuốt của một nhà ngoại giao chính trị, lời văn mượt mà tha thiết của một nhà văn hóa, Nguyễn Trãi xứng đáng là một đại văn hào của dân tộc. Song ông cũng chịu nhiều oan khiên thảm khốc dưới thời phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Nguyễn Trãi hiệu Ước Trai, sinh năm 1380, mất năm 1442, quê ở Nhị Khê thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Phụ thân của ông là Nguyễn Phi Khanh, phụ mẫu là Trần Thị Thái, là con của quan tư đồ Trần Nguyên Đán, một quý tộc đời Trần. Nguyễn Trãi được sinh ra trong một gia đình có hai truyền thống lớn là yêu nước và văn hóa, văn học. Năm 1400 ông đỗ thái học sinh. Nguyễn Trãi sống vào thời đại nước nhà đang có nhiều biến động dữ dội. Lên 6 tuổi mẹ qua đời, ông đỗ thái học sinh vào năm 20 tuổi. Hai cha con cùng ra làm quan với triều nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh tràn sang cướp nước ta, Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang Trung Quốc. Nguyễn Trãi khắc sâu lời cha dặn, sửa nhục cho nước, trả thù cho cha. Ông trở về tìm và theo Lê Lợi góp công lớn vào đại thắng dân tộc sau hơn 10 năm chiến đấu. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, người dân nhà nhà đoàn tụ, ông bị các gian thần đố kỵ, hãm hại. Vì thế mà ông không được tin cậy và trọng dụng như trước nữa, Nguyễn Trãi đã cáo quan xin về Côn Sơn. Đến năm 1440, Lê Thái Tông mời ông ra giao việc lớn. Ông đang hăng hái giúp vua thì xảy ra vụ án oan trái diễn ra tại Lệ Chi Viên, Bắc Ninh. Nhà vua chết đột ngột, bọn gian thần vu cho ông tội giết vua và Chu Di tam tộc dòng họ của ông vào năm 1442. Và hơn 20 năm sau, tức là năm 1464, Lê Thánh Tông mới giải tỏa nỗi oan này cho Nguyễn Trãi. Nhà vua cho sưu tầm lại thơ văn ông và tìm lại con cháu của ông. Nguyễn Trãi là một nhà tài năng lỗi lạc. Ông không những là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao mà còn là một đại thi hào của nền văn học Việt Nam. Tác phẩm của ông cũng đồng số phận, cuộc đời, gian nan mà ông từng trải. Sau khi ông mất, nhiều tác phẩm từng bị ra lệnh tiêu hủy. Sau 20 năm, Lê Thánh Tông chuyển lệnh sưu tầm tác phẩm của ông, nhưng rồi lại bị thất tán. Mãi đến đầu thế kỷ 19 mới tìm lại được, và nửa cuối thế kỷ 19 mới được khắc in. Ông đã để lại cho kho tàng văn học nhiều tác phẩm có giá trị về quân sự và chính trị. Nguyễn Trãi có quân trung từ mệnh tập gồm những thư từ và giấy tờ giao thiệp với giặc Minh và triều đình nhà Lê. Bình Ngô Đại Cáo là áng thiên cổ hùng văn trong lịch sử, tổng kết cuộc kháng chiến 10 năm chống quân Minh và mở ra một kỷ nguyên mới cho nước nhà. Về lục sử có Lam Sơn Thực Lục là cuốn sử về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và Dư Địa Chí, viết về địa lý nước ta lúc bấy giờ. Về văn học, Nguyễn Trãi có Ước Trai thi tập, Quốc Âm thi tập. Quốc Âm thi tập được viết bằng chữ Nôm, đánh dấu sự hình thành của nền thơ ca tiếng Việt. Ông là người đứng đầu trong sự nghiệp khởi nghĩa dòng thơ Nôm trong hàng nghìn, hàng vạn văn chương chữ Hán dày đặc đương thời. Ngoài ra, thơ văn của ông còn thấm nhuần tư tưởng nhân nghĩa, triết lý thế sự và tình yêu thiên nhiên. Nổi bật trong thơ văn Nguyễn Trãi là tư tưởng nhân nghĩa mang nội dung yêu nước, thương dân. Yêu nước gắn với thương dân, việc nhân nghĩa nhằm làm cho nhân dân được sống yên ổn, đó là tư tưởng chủ đạo suốt đời của Nguyễn Trãi. Thơ Nguyễn Trãi thể hiện những triết lý thế sự sâu sắc mà giản dị, những trải nghiệm đau đớn về cuộc đời. Trong thơ của ông còn tràn đầy tình yêu thiên nhiên, đối với ông thiên nhiên là bầu bạn, là gia đình ruột thịt. Thơ văn Nguyễn Trãi là đỉnh cao chói lọi trong nền văn học dân tộc. Ông là nhà văn có nhiều cống hiến to lớn cho văn học đất nước. Cùng với các bài chiếu, biểu, lục, ông đã xây đắp nền móng văn hóa tư tưởng cho dân tộc. Thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi là một thế giới thẩm mỹ phong phú, vừa trữ tình, trí tuệ, vừa hào hùng, lãng mạn. Về thơ Nôm, Nguyễn Trãi là người tiên phong, để lại tập thơ xưa nhất và nhiều bài nhất. Đó là những bài thơ giàu trí tuệ, sâu sắc, thấm đẫm trải nghiệm về cuộc đời, được viết bằng ngôn ngữ tinh luyện trong sáng, đăng đối một cách cổ điển. Nguyễn Trãi là nhà thơ đã sớm đưa tục ngữ vào tác phẩm,
ông cũng là người đã sáng tạo hình thức thơ thất ngôn sen lục ngôn, một hình thức khác với đường luật. Có thể nói Nguyễn Trãi là một nhân vật tài đức có đủ, trí dũng song toàn trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến. Nguyễn Trãi là danh nhân văn hóa lỗi lạc và cũng là người có số phận bi thương nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông chẳng những góp phần viết nên các trang hào hùng trong lịch sử giữ nước mà còn góp phần xây đắp nền móng vững chãi cho văn học dân tộc. Nguyễn Trãi nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, gắn bó thiết tha với cảnh vật thiên nhiên đất nước, thể hiện tình yêu ngôn từ Việt nồng thắm. Trên đây là bài văn mẫu thuyết minh về Nguyễn Trãi. Hãy like video và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất từ Đọc Tài Liệu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.